hội Viva và bạn, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh huyện nhà đẩy mạnh phát triển các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đã và đang tăng tốc các tiêu chí về đích huyện nông thôn mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 18 đã đề ra. Đặc biệt, huyện Vĩnh Linh phát động 20 tháng cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống với chủ đề Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh, phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Linh đã phát huy hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Linh ngày càng phát triển. Hướng đến Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Linh, chuyên mục Vĩnh Linh lũy thép lũy hoa kỳ này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự nhân lên sức mạnh đại đoàn kết xây dựng Vĩnh Linh giàu đẹp văn minh. Năm năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Vĩnh Linh không ngừng được củng cố, ngày càng vững mạnh. Các tầng lớp nhân dân đã đoàn kết, tương trợ vượt qua thiên tai dịch bệnh, tích cực hưởng ứng và thực hiện tổ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, hăng hái trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đại đa số nhân dân trên địa bàn huyện phấn khởi với những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và tiếp tục quan tâm tích cực để cùng với huyện nhà phấn đấu đạt huyện nông thôn mới và chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25 tháng 8 năm 1954, 25 tháng 8 năm 2024. Thì Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã có nhiều cách làm để không ngừng củng cố và xây dựng cũng như phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đa dạng hóa các hình thức tập hợp ý kiến lắng nghe nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tăng cường cái giám sát tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân, đã tích cực vận động các cái tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường các cái hoạt động để liên kết giữa các cái tổ chức thành viên nhằm phát huy tốt nhất nguồn lực của các giai tầng trong xã hội, qua đó tạo cái sự đoàn kết thực chất để tập trung vào những cái yêu cầu trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ cơ sở đến huyện luôn thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác của mặt trận từ huyện đến xã, giúp người dân tiếp cận nhanh, kịp thời các thông tin chính thống về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân trực tiếp tham gia giám sát rộng rãi các hoạt động của hệ thống chính trị. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dịp ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 hàng năm được tổ chức sôi nổi, đều khắp, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, trở thành đợt sinh hoạt chính trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, thắt chặt tình đoàn kết trong từng cộng đồng dân cư, góp phần tăng cường tập hợp nhân dân, thắt chặt mối liên hệ giữa cấp ủy chính quyền và mặt trận với nhân dân. Là một người dân, một người cử tri ở khu phố, là một thành viên của mặt trận, hàng năm vào ngày 18 tháng 1 là ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Là cũng là một ngày, là một dịp để cho bà con, cô bác, cộng đồng dân cư tập hợp về để chung vui với ngày hội lớn và chia sẻ với cho nhau những tình cảm, những cái việc làm để cùng nhau xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc và đưa để là không ngừng đưa thị trấn trở thành một thị trấn đô thị văn minh và tiến bộ. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thường xuyên bám sát cơ sở, hướng về địa bàn dân cư, đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước
nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của địa phương. Trong đó nổi bật là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Hồ Xá phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng các tổ chức đoàn thể và trưởng ban công tác mặt trận 17 khu phố đã triển khai xây dựng các cái tuyến phố văn minh, các con đường tự quản. Hầu hết nhân dân trong các khu phố đã là duy trì vệ sinh cái đường làng ngõ phố vào các ngày chủ nhật xanh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Hồ Xá cũng đã tuyên truyền đến các người dân, hộ kinh doanh, các đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện ký cam kết các chỉ tiêu để mà quán triệt tránh cái tình trạng là lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đổ rác thải ra môi trường để góp phần xây dựng đô thị văn minh thị trấn Hồ Xá. Chúng tôi tập trung vào thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đặc biệt là chú trọng công tác chỉnh trang đường làng ngõ xóm, sáng xanh sạch đẹp và vận động nhân dân để rồi là cùng chỉnh trang vườn tược và đặc biệt là xây dựng là vườn mẫu để nâng cao các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thứ hai thì chúng tôi là tuyên truyền vận động bà con nhân dân để rồi thực hiện tốt cái công tác là đóng góp công sức, tiền của và ngày công để là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là chú trọng vào cơ sở vật chất. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận từ huyện đến cơ sở tiếp tục khẳng định vai trò trong việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng chính quyền với nhiều nội dung như góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cấp trên. 5 năm qua, chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các đơn vị liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. 5 năm qua, chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các đơn vị liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trong công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với nhân dân, phản ánh những tâm tư nguyện vọng và kiến nghị đề xuất của các tầng lớp nhân dân. Việc giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Ủy ban Mặt trận từ huyện đến cơ sở thì thực hiện cũng rất là tốt cái công tác xây dựng chính quyền, đặc biệt rất là thể hiện được cái vai trò ý kiến kiến nghị của cử tri cũng như ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại các cái kỳ họp của Hội đồng Nhân dân để rồi trình Ủy ban Nhân huyện, Ủy ban Nhân dân cung cấp là quan tâm giải quyết những vấn đề mà kiến nghị chính đáng và hợp pháp của cử tri và nhân dân. Đồng thời là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng đã phối hợp với Hội đồng Nhân dân trong việc tổ chức để các cuộc tiếp xúc cử tri với là đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đồng thời là cũng tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 14, nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã chủ động phát huy vai trò nhiệm vụ của mình, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quê hương Vĩnh Linh, từ đó khẳng định sức mạnh bền chặt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành các tiêu chí mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 19 đã đề ra, góp phần không nhỏ trong tiến trình xây dựng huyện nông thôn mới, tô thắm thêm truyền thống 70 năm Vĩnh Linh, lũy thép, anh hùng. Phải phát huy những cái bài học kinh nghiệm đúc rút được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trước hết là cần phải bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp cũng như các thành viên để thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thứ hai là thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết tốt những lợi ích chính đáng của nhân dân và tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thứ ba là làm tốt công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác mặt trận cũng như là ở
hoạt động mặt trận ở khu dân cư. Phát huy truyền thống cách mạng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Linh khóa 17, nhiệm kỳ 2024-2029 là dịp để khơi dậy trong toàn thể nhân dân tinh thần đoàn kết, quyết tâm tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng quê hương Vĩnh Linh đạt nông thôn mới và thực hiện thắng lợi chương trình hành động mà Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Linh khóa 17, nhiệm kỳ 2024-2029 đã đề ra. Chuyên mục Vĩnh Linh lụy thép lụy hoa đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.